đã tìm thấy thêm một thi thể các bác ơi. Tìm thấy rồi. Tìm thấy thêm một thi thể nữa. Đi đường này. Ngày này là ngày 22 tháng 9. Để tiếp tục là tìm kiếm. Ở trên này là bộ đội đang cho chó nghiệp vụ đi đánh hơi. Đây là các sư thầy, sư cô, mọi người đang làm lễ. Trên này thì gia đình với cả bộ đội đang đi tìm. Ở dưới này cũng có một xe máy cẩu đang đào dưới này. Ở khu dưới này thì đang có nghi ngờ là khoảng 3 thi thể ở khu vực này. À, chỗ này thụt. Vâng ạ. À, thụt đấy ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Vị trí này đang được xác định. Hôm qua cũng có những chú chó nghiệp vụ xác định vị trí kia. Đấy là ngay gần đây thôi. Nó có mùi lạ. Nó vẫn muốn quay lại các bác ạ. Nó vẫn muốn quay lại đây con chó này. Chú chó này đấy, cái vị trí đấy. Đấy, khu vực ao mà hôm qua gần cái chỗ hôm qua phen quay ấy. Là trên đấy là hiện tại là 3 máy xúc nữa đang có đào ở trong cái ao. Mọi người hay bảo là cái vị trí đấy là đợt trước là tìm được nhiều người nhất. Đi đường này. Đây con bé. Đây là những đồng chí mang em lên. Cô đâu.
Con anh Thới đã thấy rồi. Nó bắt chân tay thì em gái em không đi tìm cháu. Gia đình đi đến đây thấy luôn. Tên là gì nhỉ? Cái gì? Hoàng Đức Long ạ. Vâng. Đi đường bên trong này luôn ạ. Bây giờ cho người ta đấy hôm nay đi tìm cháu đấy, anh em cho cháu lui ra đây. Bây giờ về Anh xin. Thế ai có xin? Ôi các bác ơi, nhìn thương lắm các bác. Ôi. Anh em ngồi xuống đây để chị
Khổ thân các bác ạ. Ui các bác ơi, thương lắm, nhìn thương lắm các bác ơi. Ui, ui, đang nằm úp các bác ạ. Ui. Ui các bác, bị dẹp bẹp bẹp hết rồi. Bị bẹp hết rồi các bác ạ. Chân tay. Nhổ em bé các bác ạ. Đầu các bác ạ. Còn đủ chân đủ tay thôi. Hiện tại đang còn 12 người nữa các bác. Báo các bác biết.